Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, nụ hôn thường được dùng là cử chỉ thể hiện tình cảm mà con người dành cho nhau, đặc biệt là trong những bộ anime có yếu tố tình cảm lãng mạn, thì sẽ có rất nhiều nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào. Nếu bạn đang tìm kiếm những anime như vậy, thì hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với video Top 10 anime có nhiều cảnh hôn đẹp và nóng bỏng nhất mọi thời đại nhé! Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé qua Thỏ Ngọc Anime thì hãy để lại một đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi bọn mình trong thời gian tới nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vị trí số 10, Sure Sure Children, thể loại hài hước, tình cảm, trường học, shonen. Tình yêu tuổi trẻ cần nhiều hình thức độc đáo và hấp dẫn nảy nở khi trẻ bắt đầu trưởng thành. Từ việc không thể thú nhận đến không biết tình yêu thực sự cảm thấy như thế nào. Những trở ngại khác nhau có thể nảy sinh khi lần đầu tiên tìm hiểu về sự hấp dẫn lãng mạn. Nhưng bên dưới tất cả, tình yêu tuổi trẻ là thứ gì đó thực sự đẹp đẽ, dẫn đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho những người trẻ và đang yêu. Sure Sure Children mô tả nhiều kịch bản học đường lãng mạn khác nhau của tình yêu trẻ tuổi sắp thành hiện thực, cùng với những cuộc đấu tranh và niềm vui mà nó đòi hỏi. Có thể nói đây là một bộ anime tình cảm học đường được yêu thích nhất mọi thời đại mà khó có tân binh nào có thể vượt qua được. Số 9, Saizaku Muhai no Bahamut, thể loại Action Harem Supernatural Romance AT Fantasy Mecha School. Lux, một hoàng tử trước đây của một đế chế mang tên Arcadia đã bị lật đổ qua một cuộc nổi dậy 5 năm trước đó. Lux vô tội trong việc nhìn trộm một cô gái trong nhà tắm ký túc xá nữ, và đó chính là công chúa mới của vương quốc Lisha đang khỏa thân và phải gánh chịu cơn thịnh nộ của cô. Lisha sau đó thách thức Lux đến một cuộc đấu Candy Ride. Sau cuộc chiến đó, cậu được chuyển đến và gia nhập Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia Academy, nơi chuyên đào tạo các Dark Knight mà trong đó toàn bộ đều là nữ. Candy Rise là một vũ khí cơ khí bọc thép cổ xưa đã được khai quật từ di tích trên toàn thế giới. Lux đã từng sử dụng một Candy Rise có tên là Bahamut, được mệnh danh là người mạnh nhất Dark Knight, nhưng bây giờ anh ta lại được biết đến như kẻ yếu bất bại. Tại sao cậu ta lại che giấu sức mạnh thực sự của mình? Và mọi chuyện ra sao thì mời các bạn đón xem nhé! Số 8, Renai Bokun, thể loại harem comedy supernatural romance ecchi school. Khi một cô gái lạ có tên là Guri đến gõ cửa nhà Seiji Aino, anh nhanh chóng thấy mình bị đẩy vào một thế giới rắc rối nhưng đầy lãng mạn. Được biết rằng cô ấy sẽ chết nếu anh ta không hôn ai đó trong vòng 24 giờ. Những lời cầu xin tuyệt vọng của Guri bị hiểu lầm là lời cầu xin cho chính cô, khiến Seiji đã hôn người lạ dễ thương xông vào nhà anh ta. Trên thực tế, hóa ra cô nàng Cupid cosplay này là người sử dụng Kiss Note. Trong đó, bất kỳ cặp tên nào mà cô viết sẽ hôn nhau và trở thành một cặp. Guri cũng giải thích rằng cô đã viết sai chính tả và vô tình viết tên của Seiji trong khi đắm chìm trong những tưởng tượng yaoi của mình. Nhưng vì cô vẫn chưa ghép anh với bất kỳ ai, nụ hôn của họ là vô nghĩa. Tệ hơn nữa, Guri tiết lộ rằng nếu Seiji không được kết hợp với bất kỳ ai sớm, không chỉ cô sẽ chết, mà Seiji sẽ mãi là giai tân. Hào hức muốn thoát khỏi số phận của mình, Seiji hướng tầm mắt về phía Akane Hiyama, xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng sau khi Akane nghe tin anh hôn Guri, cô bộc lộ cảm giác ám ảnh và tâm lý mà cô dành cho anh chàng bất hạnh và tiến hành tấn công họ một cách tàn nhẫn. Trong sự bối rối, sau đó Guri có thể ghép đôi Seiji với Akane trong Kiss Note, tạm thời cứu Seiji khỏi mọi tổn hại cơ thể thêm nữa. Nhưng vấn đề lại thêm phần phức tạp khi cảm xúc mới của Guri khiến cho cô cũng muốn ghép đôi hai người với chính mình. Ngay khi tình huống không thể trở nên phức tạp thêm nữa, sự kết hợp mới này với Guri đã biến Seiji và Akane thành những thiên thần tạm thời, buộc họ phải giúp đỡ Cupid với công việc ghép đôi con người, kẻo họ sẽ bị ném xuống địa ngục. Với tất cả sự bình thường đã bị cướp đi khỏi cuộc sống của anh ấy, Seiji phải làm việc để mai mối với những cô gái lập dị này bên cạnh anh ấy.
Vị trí số 7, Koi Tu Uso, thể loại drama lãng mạn trường học. Nói dối bị cấm và tình yêu bị cấm gấp đôi. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản tròn 16 tuổi, họ được chính phủ giao cho một đối tác kết hôn. Mọi người sẽ không phải trải qua những rắc rối khi tìm kiếm ai đó và chấp nhận rằng đất nước sẽ tìm một đối tác tương thích để khiến họ hạnh phúc. Hẳn đây cũng là ước mơ của khối thanh niên F3 phải không nào? Yukari Nezima, 15 tuổi, cậu ta sống trong một góc nhỏ của đất nước và dường như không thể tiến lên trong cuộc sống. Cả về mặt học thuật và thể thao, Yukari đều ở dưới mức trung bình. Nhưng bên trong Yukari ẩn giấu một trái tim cháy bỏng với đam mê. Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm đoán, điều gì sẽ xảy ra với Yukari khi vô tình biết yêu? Số 6, Oreno Kanojo, thể loại hài hước drama đời thường romance âm nhạc shoujo. Eitakido sống trong một gia đình tan vỡ, khiến anh ấy mất hoàn toàn niềm tin vào thứ có tên là tình yêu. Để tránh xa chuyện tình lãng mạn, Eita dành toàn bộ cuộc sống trung học của mình cho việc học để có thể trở thành bác sĩ. Gần như ngay lập tức, Masuzu Nasukawa, một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng bậc nhất trường đã nhận thấy sự thờ ơ của Eita. Mệt mỏi vì trở thành đối tượng săn đón của mọi người, cô đã công khai thú nhận tình cảm của mình dành cho Eita, tạo ra một mối quan hệ với anh trước sự anti của toàn trường. Sau đó cô mới giải thích và yêu cầu anh giả vờ làm bạn trai của mình, vì cô cũng cảm thấy ghê tởm với khái niệm tình yêu. Tất nhiên Eita từ chối, nhưng Masuzu đã nắm được chiếc đuôi của anh, đó là cuốn sách của Eita. Nó được viết vào thời điểm Chunibyo của anh, và đe dọa sẽ đăng nội dung đáng xấu hổ lên mạng xã hội nếu mà anh ta không tuân thủ. Bây giờ cậu bị vướng vào một mối tình lãng mạn giả tạo với cô gái mà mọi người mong muốn nhất ở trường. Cuộc sống của Eita bị đảo lộn. Và liệu câu chuyện của chúng ta đến đó sẽ kết thúc? Tất nhiên là không rồi. Vị trí số 5, 3D Kanojo Real Girl, thể loại tình cảm trường học shoujo. Susui Hikari là một otaku và cậu hầu như tránh cuộc sống xã hội. Hikari chỉ có một người bạn ở trường, cũng là một kẻ lạc lõng với xã hội. Cậu ta bị hầu hết các bạn cùng lớp chế giễu một cách tàn nhẫn vì đáng sợ và kỳ lạ. Một ngày nọ, Hikari phải dọn dẹp hồ bơi trường học với Igarashi Iroha, người dường như chứa tất cả mọi thứ Hikari ghét ở những người con gái ngoài đời thực. Iroha bỏ học, có phong cách thẳng thắn và không có bạn là nữ, dường như là một kẻ lăng nhăng. Tuy nhiên, Iroha lại rất thân thiện với Hikari. Vấn đề ở đây là Hikari đang vô tình nói những điều khá gay gắt với Iroha. Nhưng Iroha lại không bao giờ coi cậu là một kẻ đáng sợ. Sau một thời gian, qua những gì mà họ cùng trải qua, có vẻ như Iroha có thể trở thành bạn gái 3D ngoài đời thực đầu tiên của Hikari. Hikari sẽ có thể xử lý điều đó như thế nào? Yêu một cô gái thực sự là một điều thú vị hơn bao giờ hết. Đây là một bộ anime tình cảm học đường nhẹ nhàng và cũng hết sức thú vị. Chắc chắn rồi bạn không được bỏ qua nó đâu nhé. Vị trí số 4, High School DxD, thể loại comedy Demon's Echi Harem Ramen School. Issei Hyodo là một học sinh trung học hư hỏng và biến thái, được coi là một kẻ khá vô dụng. Mặc dù cậu ấy luôn mơ ước được nhìn trộm phụ nữ và sở hữu một dàn harem cho riêng mình vào một ngày nào đó. Mọi thứ dường như đang những gì mà Issei tìm kiếm khi một cô gái xinh đẹp rủ cậu ta đi hẹn hò. Nhưng đáng lòng thay, cô ta hóa ra lại là một thiên thần sa ngã đã giết chết anh ta một cách tàn nhẫn ngay buổi đầu hẹn hò. Tuy nhiên, cậu bỗng có được cơ hội thứ hai trong cuộc sống khi học sinh cuối cấp Rias Grimore xinh đẹp nổi tiếng toàn trường là một ác quỷ hàng đầu đã hồi sinh cậu dưới vai trò là người hầu của cô, cho Issei gia nhập vào hàng ngũ thông qua câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của trường.
Từ từ thích nghi với cuộc sống mới, Issei phải tập luyện và chiến đấu để sống sót trong thế giới bạo lực của thiên thần và ác quỷ. Mỗi cuộc phiêu lưu mới đều dẫn đến nhiều khoảnh khắc vui nhộn và nguy hiểm với những đồng đội mới của cậu ta, trong khi duy trì cho cuộc sống mới của cậu ấy với bạn bè và gia đình của cậu ở trường trung học DxD. Vị số 3, Strike the Blood, thể loại hành động edgy học đường harem fantasy siêu nhân vampire. Những ngày Kozo Akatsuki khi còn là một học sinh trung học bình thường ở quận quỷ của đảo Itogami đã kết thúc một cách đột ngột sau một cuộc gặp gỡ định mệnh để lại cho anh khả năng của một con ma cà rồng. Không lâu sau, khi anh ta bị đẩy vào trung tâm của sự chú ý, khi phát hiện ra rằng anh ta là đệ tứ chân tổ, một con ma cà rồng vô cùng mạnh mẽ, được cho là ma cà rồng mạnh nhất từ trước đến nay. Lo sợ tiềm năng hủy diệt của Kozo, tổ chức sư tử vương gửi một pháp sư tập sự Yukina Himeragi để theo dõi và nếu anh ta trở thành mối đe dọa, thì sẽ giết chết cậu. Sau khi đến nơi và tiếp cận Kozo, Yukina nhận thấy cậu ta thực sự khác hẳn với những gì mà cô được biết. Bị ép buộc bởi hoàn cảnh, cả hai hợp thành một liên minh khó có thể xảy ra và đấu tranh để bảo vệ thành phố khỏi các lực lượng hỗn loạn mới nổi. Vị trí số 2, Yamada-kun to Seven Ninomazo, thể loại hài hước phép thuật shonen harem superpower. Khi Ryu Yamada vào trường trung học, cậu ta muốn có một cuộc sống học đường mới. Đó là lý do tại sao cậu ta chọn nhập học tại Suzaku 2, nơi mà không ai có thể biết về danh tiếng bạo lực của cậu. Tuy nhiên, đâu vẫn cứ vào đó. Với sự thất vọng, cậu ta đã sớm chán nản và bây giờ là năm thứ 2, Ryu đã trở lại với tính cách cũ của mình. Lười biếng với những lớp học và luôn có khuynh hướng lao vào đánh nhau. Một ngày nọ, khi trở lại từ văn phòng, Ryu gặp Urara Shirashi, một học sinh ngoan ngoãn và xinh đẹp. Do tai nạn khiến cả hai ngã xuống cầu thang và kết thúc bằng một nụ hôn tình cờ. Bất ngờ, cặp đôi phát hiện ra họ có thể chuyển đổi cơ thể bằng một nụ hôn, một khả năng vừa tiện lợi nhưng lại vừa rắc rối. Nghiên cứu về sức mạnh mới của họ, Toranosuke Miyamura, một người thuộc hội học sinh và là thành viên duy nhất của câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên, tuyển mộ họ tham gia vào câu lạc bộ. Ngay sau đó, cùng với Miyabi Ito, một người lập dị chỉ quan tâm đến mọi thứ siêu nhiên, nhóm đã dần tìm hiểu được huyền thoại về 7 phù thủy của Suzaku 2, 7 cô gái có được sức mạnh khác nhau được kích hoạt bằng một nụ hôn. Câu lạc bộ nghiên cứu siêu nhiên bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên, tìm ra danh tính của tất cả các phù thủy. Vị trí số 1, Kambiane, thể loại lãng mạn AC fantasy harem phép thuật hài hước. Câu chuyện xoay quanh Kusanagi Kodo, một chàng trai 16 tuổi. Trong một chuyến du lịch đến Italia, anh đánh bại thần chiến tranh trong trận chiến sinh tử. Kodo bị mắc kẹt với vị trí không mong muốn của Kambiane. Khi cố gắng bảo vệ một cô gái tên Erika Blandely, Godslayer có nhiệm vụ chiến đấu với các vị thần xấu xa khi họ xuất hiện làm hại đến trái đất. Điều này thực sự đã đưa Godo vào hàng loạt các trận chiến. Và còn vấn đề khác với địa vị của một Godslayer, Kambiane, cậu ngày càng thu hút nhiều cô gái xung quanh mình. Rốt cuộc thì họ chỉ ở đó để hỗ trợ anh trong các nhiệm vụ thần thánh của mình, phải không? Vậy tại sao Erika Blandely, người tự nhận là vợ cả của anh, dường như đang có những hoạt động rất không liên quan đến nhiệm vụ kia? Kambiane xoay quanh những trận chiến của Godo với những vị thần Titans cùng với dàn harem của chính mình. Ah!
エリカ、そのまま受け入れろ、全て。Trên đây là top 10 anime có nhiều cảnh hôn đẹp và nóng bỏng nhất mọi thời đại mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này còn hay rồi, nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!